Lô xin chào quý anh chị và các bạn nha. Hiện giờ Phú đang ở Tân Phú. Phú sẽ chuẩn bị quay những cái khu vực xung quanh siêu thị Ion Mall tại Tân Phú ha. Và các cái khu dân cư liền kề sát bên hiện nay như thế nào. Thì đây là một trong những cái siêu thị lớn nhất tại Tân Phú. Thì hồi trước đây thì cái đất tại đây thì cũng không có vượt bậc là phát triển vượt bậc. Khi mà xây dựng xong thì những cái khu tiện ích xung quanh này làm cho giá đất tăng cao. Một trong những yếu tố để làm giá đất tăng cao là các cái tiện ích xung quanh, các khu dự án nhà ở liền kề, làm đường xá bài bản. Đó, thì đẩy lên cái khu vực này rất là phát triển đến bây giờ nha quý vị ơi. Mình sẽ đi vòng quanh cho quý vị xem như thế nào ha. Quý vị, đây là cái chung cư Gamuda Land ha. Cũng mới xây dựng đây. Ở dưới là các hộ nhà shop house để mình có thể kinh doanh được. Vừa ở vừa kinh doanh được luôn. Ở trên là để chung cư để cuộc sống. Các căn hộ xung quanh đây có công viên rất là rộng ha. Đây để quay vào. Đây đường đi tàu Ion Mall đó. Đường là bề ngang là hơn 20 thước ha. Đường bờ bao tăng thắng đây. Đây là cái chung cư kế bên. Ở đây rất là nhiều block nhà ha. Ở đây người nước ngoài như quý vị thấy hồi nãy có quay là có các anh chị nước ngoài hiện bây giờ cũng đang làm việc ở đây và sinh sống tại đây. Thì ở đây môi trường thoáng mát rộng rãi và có những cái tiện ích rất là hiện đại. Ở đây thì kinh doanh buôn bán cũng rất là sầm uất ha. Các cái hàng quán ăn uống, quán ăn đó, rồi các cái quán cà phê buôn bán là đập hóa đồ điện cũng rất là nhiều. Phía trước mình là các cái nhà hàng tổ chức sự kiện và tiệc cưới nè. Mình đã chào quý vị là bây giờ bên Ion Mall sẽ mở rộng ra thêm cái diện tích và khu vực. Thì họ lấy thêm đất để họ xây thêm những cái dãy building sát bên nữa, kết nối với lại Ion Mall cũ. Nó thì cũ nhưng mà cũng mới xây đây thôi quý vị. Ion Mall này rất là dài rộng ha, đầu tư của Nhật Bản 100%. Như vậy xem bên tay trái nè. Bên tay phải đây là khu dân sinh. Những cái người dân ở đây họ xây lên những cái khu kinh doanh thương mại rất là sầm uất. Ở giữa đây mình vô đây là có một cái vòng xoay ha. Bên Ion Mall họ làm rất là bài bản về thiết kế, về marketing, quảng cáo cũng rất là bài bản ha. Ở giữa là ghi mình đi vào cái khuôn viên Celadon City. Đây là cái khuôn viên an cư Celadon City. Khi mà ở ngoài thì các bạn thấy là ồn ào nhưng mà bước vào đây, đây là một dự án riêng của Celadon. Nên vào đây thì vừa cái diện tích đường cũng rất là rộng. Đây là đường nội bộ cũng rất là rộng ha, vào đường chính của nội bộ. Bên đây phải thì họ đang dâng các cái tấm bản thiết này là đang dựng lên những cái khu dự án mới của Gamuda Land. Văn phòng quản lý dự án nè. Đó thì Phú sẽ đi dạo một vòng đây như thế nào. Đó, đây là văn phòng chính của Gamuda Land ở bên trong. Thì khi mình mua căn hộ hay là mình có nhu cầu về nhà ở thì mình có thể liên hệ trực tiếp với bên văn phòng. Cái đường xá ở đây đẹp không quý vị? Tiêu chuẩn không khác gì bên nước ngoài hết ha. Về diện tích cây xanh nè, lồng lề, rồi vệ sinh chung, hàng rào. Ở khu vực này rất là an ninh ha. Có những cái đội bảo vệ riêng từng khu một. Thì họ làm thiết kế rất là đẹp. Bởi vì thấy con đường này rất là mát thấy không? Mình sẽ về một vòng ở đây. Bao tăng thắng. Nãy mình vào đây là bao tăng thắng rồi. Chờ mình đi vòng lại. Ở đây quỹ đất của dự án cũng rất là nhiều ha.
Đó, thì thấy là dự án cũng rất là nhiều. Đó. Thì họ sẽ xây theo từng tiến độ công trình. Đây, cái ông toilet. Có các cái đội mà bảo dưỡng, bảo trì trên thiết bị, chăm sóc cây cảnh. Đó là những anh chị mặc áo xanh đó. Là tưới cây nè, cắt gọn tỉa cây, dọn dẹp vệ sinh xung quanh cái phong cảnh bên ngoài đây. Thì khi quý vị ở đây thì được hưởng cái môi trường rất là xanh sạch, có nhiều cây. Thứ hai nữa là an ninh. Thứ ba nữa là rất là văn minh, hiện đại, các tiện ích xung quanh đều đầy đủ. Đó, thì những cái yếu tố này làm cho dự án Sidon City cũng như những cái khu vực xung quanh El Mon kinh doanh rất là phát đạt ha. Ngày một phát triển nữa, mình nghĩ là nơi đây sẽ ngày một phát triển hơn nhiều hơn nữa và sẽ mở rộng ra thêm nhiều những cái mô hình như thế này cho những cái quận khác nếu mà còn quỹ đất. Và quỹ đất thì bây giờ Sài Gòn cũng hiếm dần rồi quý vị. Ở đây là có khu thể thao riêng biệt nè, sân tennis nè, đó rất là nhiều sân ha. Mình đếm thì cũng phải là khoảng 10 sân, gần 10 sân. Bên đây có trường học nè, trường trung học phổ thông Lê Trọng Tấn. Đây là mới xây mới luôn. Vậy là khu phức hợp này rất tuyệt vời. Vừa gần trung tâm thương mại, buôn bán được, gần trường tiểu học, trường trung học, rồi trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đều có sát bên luôn trong cái khu phạm vi của dự án. Gần chợ nữa quý vị, hồi nãy mình có đi ngang qua một cái khu chợ đó, chợ truyền thống của khu vực tại đây. An ninh quá tuyệt vời ha. Nên dự án này là một trong những dự án sáng giá tại Sài Gòn hiện tại bây giờ. Làm đường đẹp quá. Mình không đi vào trong được ha, tại vì khu vực an ninh đó là bên trong đó là những cái người dân họ sinh sống bên trong đó, có những cái phạm vi riêng đó, những cái không gian riêng. Thôi mình mới thử đi vòng đây một vòng thôi. Vòng đi vào quanh ở một vòng đây. Bên trong này có hồ nè quý vị, hồ sinh thái ha. Trời rất là nóng, 35-36 độ thì bây giờ là cũng gặp 1 giờ đó. Thì ở đây họ có những cái hồ sinh thái và chi nhánh nhỏ ra những cái con kênh nhỏ dọc những cái công viên như thế này, rất là tuyệt vời. Khi mà trên đó thì họ làm những cái tiểu cảnh về đá, về cầu bắc ngang qua. Thì cái khuôn viên này sát bên cái siêu thị Eon Mall luôn, rất là tiện lợi ha. Mình tập thể dục xong rồi mình có thể đi chợ, xong mình về nấu nướng ăn uống, ăn buổi sáng quý vị, xong rồi mình có thể đi làm. Đấy, làm xong thì nếu buổi chiều về mình đi làm về xong cái là mình có thể là gửi xe, mình vào mình mua đồ xong mình về nhà, rất là nhanh chóng á, thời gian được tiết kiệm. Thì bây giờ thời gian của các anh chị mà ở Sài Gòn này rất là quý, nên là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người sử dụng nhu cầu thuê ở ở đây thì rất là tuyệt vời. Ở dưới đây là họ lát lót đá nè. Đó. Đường này là mình nghĩ là đường đi bộ, đi bộ xe, họ làm vỉa hè cho người đi bộ cũng rất là cẩn thận ha. Có chất lượng công trình tuyệt vời đó, rất là tỉ mỉ từng xíu một. Và đây thì coi là tới đâu, đây là cái căn hộ chung cư nè, để xem. Bên đây là dự án đang khởi công, chuẩn bị xây thêm một block nhà chung cư. Thì bạn thấy là xe đó, xe trộn xi măng và các đường ống dẫn xi măng vào trong công trình đó quý vị. Thì bây giờ là những cái xe này tập kết đây để chuẩn bị làm những cái công trình như thế này. Tiến độ thi công rất là nhanh chóng. Rồi, mình cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng quý vị luôn một ngày vui khỏe và an lành. Vui lòng subscribe cho kênh Sĩ Phú TV ngày một phát triển nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.